Hai quả trứng quỷ luôn. Trứng này bỏ vào đây. Subin ơi. Dạ. Subin đang đi làm gì đấy? Con đang đi lấy trứng. Wow, Subin lấy được nhiều trứng kia. Con lấy trứng về cho mẹ à? Wow, những quả trứng của Subin to nhờ. Trứng này là trứng gì đấy con? Trứng gà. Trứng gà. Bố nhìn thấy nó giống trứng vịt hơn. Không ăn được. Hả? Không ăn được. Bon Bon TV. Con đi học về, con chào mẹ. Ôi, con chào con mẹ, con đi học về rồi đấy à? Mẹ chào Subin nha. Rồi, Subin ở đây với mẹ nha. Hôm nay con đi học có vui không? Có. Thế à, có mệt không? Có. Mệt à? Bây giờ mẹ với Subin ra ngoài vườn nhá. Vâng. Subin nhặt trứng về chiều mẹ luộc cho Subin ăn nhá. Vâng. Còn mẹ hay sao? Nào, ta đi thôi. Ta đi thôi. Đây, dép của con đây. Rồi, con đẩy xe đi. Chưa. Con phải bật xe lên. À, rồi, ok. Con nhặt trứng gà cho mẹ nhá. À, mẹ ơi, quả trứng kia. Đúng rồi, con ra nhặt đi. Vâng. Với mẹ hai rau nhá. Quả trứng hai màu. Bỏ vào kia thang. Mình trở về đây. Xe bồn chở trứng. Khách về. Nào đây mẹ rút Subin nào. Đây. Quả trứng này. Hai quả trứng quỷ luôn. Trứng này bỏ vào đây. Trứng. Subin ơi. Dạ. Subin đang đi làm gì đấy? Con đang đi lấy trứng. Wow, Subin lấy được nhiều trứng kia. Con lấy trứng về cho mẹ à? Vâng. Wow, những quả trứng của Subin to nhờ. Trứng này là trứng gì đấy con? Trứng gà. Trứng gà. Bố nhìn thấy nó giống trứng không vịt hơn. Không ăn được. Hả? Không ăn được, phải luộc lên mới ăn được. À, phải luộc lên mới ăn được à? Vâng. Ôi, Subin lấy được nhiều trứng thế. Đâu, bố xem nào. Wow, Subin cười, bố xem nào. Subin mang về cho mẹ đi. Rồi, con đi ra cho mẹ đi. Ôi, Subin đáng yêu trên này. Ui, con trai mẹ giỏi quá. Nhưng mẹ bị nhiều trứng thế. Đẹp quá. Quả trứng thơm ngon làm sao. Thôi bây giờ mẹ với con về nhà để luộc ăn nhá. Vâng. Ừ, nào, ta về thôi. Ta về thôi. Luộc trứng ăn nào. Đây, luộc trứng nào. Đây, mẹ qua nhá. Ồ, trời ơi, mẹ đáng yêu thế. Đứng xe về đi con. Đứng xe về nào. Bỏ trứng lên đây. À, bỏ trứng lên đây con trở về á.
bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.